Kính chào quý vị, sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý vị thực hiện nghiệp vụ liên quan đến thuế tài nguyên. Để thực hiện được nghiệp vụ hạch toán thuế tài nguyên, quý vị thực hiện theo 2 bước. Hạch toán thuế tài nguyên, lập bảng kê thuế tài nguyên. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn quý vị thực hiện từng bước. Bước thứ nhất, hạch toán thuế tài nguyên. Quý vị vào phần hệ tổng hợp, chọn tab chứng từ nghiệp vụ khác, nhấn thêm, chọn chứng từ nghiệp vụ khác. Quý vị khai báo diễn giải. Nhập các thông tin. Ngày hạch toán là ngày quý vị nhập chứng từ vào phần mềm MISA, thường nhập cùng ngày với ngày chứng từ để quý vị dễ theo dõi. Ngày chứng từ là ngày in trên chứng từ kế toán. Số chứng từ là số chứng từ kế toán. Phần mềm thường tự động hiển thị số liên tục theo như quý vị đã thiết lập sẵn trong hệ thống tùy chọn. Quý vị chọn loại tiền hạch toán. Nhập diễn giải chi tiết, chọn tài khoản nợ, tài khoản có và nhập số tiền. Khai báo xong, quý vị nhấn cất. Bước thứ hai, lập tờ khai thuế tài nguyên. Quý vị vào phần hệ thuế, chọn chức năng tờ khai thuế tài nguyên. Lựa chọn lập tờ khai tháng hay tờ khai lần phát sinh. Chọn tháng và năm lập tờ khai. Lựa chọn lập tờ khai lần đầu hay tờ khai bổ sung. Sau đó nhấn đồng ý. Quý vị tự nhập dữ liệu trên tờ khai. Tại cột tên loại tài nguyên, quý vị chọn loại tài nguyên trong danh mục biểu thuế tài nguyên của phần mềm. Phần mềm sẽ tự động hiển thị thuế suất theo biểu thuế tài nguyên. Quý vị nhập các thông tin về sản lượng, giá tính thuế đơn vị tài nguyên. Phần mềm sẽ tự động tính ra thuế tài nguyên phát sinh trong kỳ và thuế tài nguyên phát sinh phải nộp trong kỳ. Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, quý vị nhấn cất. Thực hiện in báo cáo để nộp cho cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn chức năng in. Kiểm tra lại thông tin trên tờ khai thuế. Quý vị có thể lựa chọn xuất khẩu giá định giá XML để nộp cho cơ quan thuế hoặc nộp báo cáo thuế qua phần mềm MTech. Trên đây, tôi đã hướng dẫn quý vị thực hiện nghiệp vụ liên quan đến hạch toán thuế tài nguyên. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và chúc quý vị thực hiện thành công. Trong quá trình làm, anh chị có vấn đề nào thắc mắc, cần được giải đáp và hỗ trợ thì anh chị đừng ngại tham gia và đăng bài trên cộng đồng hỗ trợ MISA SME nhé.